đất ở trong tay của Ngài. Xin Ngài tặng chúng con, xin Ngài phù hộ chúng con. Xin Ngài tặng chúng con trở thành những chiếc bình đất quý giá đẹp đẽ trong nhà của Ngài. Cho chúng con trở thành những chiếc bình đất có giá trị trong tay của Ngài. Cho dù thế giới ngoài kia không công nhận chúng con, nhưng mà chúng con chỉ cần chính Chúa hãy công nhận chúng con. Chính Chúa Ngài là đấng yêu thương chúng con, và chính Chúa là đấng tha thứ cho mỗi người chúng con. Chính Chúa là đấng mà chúng con nương tựa. Chính Chúa là đấng cho chúng con nương tựa đời đời. Chúa ơi, chỉ có Ngài. Chỉ có Ngài là duy nhất và mãi mãi. Chỉ có Ngài là đấng đã chết và sống lại. Chỉ có Chúa là đấng đã thăng thiên. Và cũng chỉ có Chúa là đấng từ trời xuống. Chúa ơi, duy nhất chỉ có một mình Giê-xu. Một mình Giê-xu là cứu Chúa của chúng con. Ôi, cảm ơn Ngài. Một ý với mục sư Nguyễn Chính Khoa. Xin mời mục sư Nguyễn Chính Khoa tiến lên đây để cầu nguyện để chúng ta có thể bắt đầu buổi nhóm hôm nay. Xin mời mục sư. Thầy, mà chúng ta cùng đến đây. Chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta giơ tay này. Lạy Đức Chúa Trời là Cha thiên đàng của chúng con. Thưa Chúa, chúng con đến đây để chúng con thờ phượng Ngài. Và chúng con nói linh hồn chúng con rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Amen. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Bởi vì linh hồn chúng con biết ơn Chúa, một tuần qua Chúa bảo vệ giữ gìn cho tất cả mọi người của chúng con. Ôi Chúa ơi, linh hồn chúng con muốn ca ngợi Ngài sáng hôm nay. Từ nó sâu thẳm chúng con biết ơn Chúa, bởi vì sự giúp đỡ của Ngài quá lớn lao cho chúng con. Ôi Chúa, sự ban cho của Ngài cũng có kỳ diệu cho chúng con nữa. Chúng con được bình an ở trong Ngài, chúng con được hạnh phúc ở trong Ngài, chúng con được tươi mới ở trong Ngài, và chúng con được khỏe mạnh ở trong Ngài nữa. Giê-xu ơi, chúng con ngợi khen Chúa sáng hôm nay. Xin thăm viếng chúng con giờ phút này. Thánh Linh ơi, xin đến chúng con giờ phút này. Và xin Chúa tha thứ cho chúng con những lỗi lầm thiếu sót trong tuần qua. Ôi Chúa, và làm mới tâm linh chúng con ngay giờ phút này. Và con thưa với Chúa rằng chúng con được ở trong Ngài. Và khi ở trong Chúa Giê-xu, được mọi sự được trở nên mới. Những sự cũ qua đi và mọi sự được trở nên mới cho chúng con. Tâm linh mới của Chúa ngày thăm viếng chúng con ngay giờ phút này. Qua lời Chúa, qua sự thờ phượng Chúa sau hôm nay, chúng con cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa ban ơn cho người hướng dẫn để đưa chúng con qua bài ca tiếng hát đến gần với Đức Chúa Trời. Xin Thánh Linh Chúa ngày giúp cho chúng con có mở miếng ở tại nơi đó, đầy dãy thân linh Ngài tại nơi đó, đầy dãy lời Chúa tại nơi đó, để danh Chúa được vinh hiển tại nơi đó. Alleluia. Và nơi nào danh Chúa nhóm lại, nơi đó trói cột quyền lực tối tăm quăng xa hạ khỏi chúng con, để chúng con được tự do trong Chúa. Alleluia. Con chúc phước toàn thế giới ngày hôm nay. Và mọi nơi cũng đoàn đang bị cô lập bởi dịch lệ, trong danh Chúa Giê-xu, Ngài chúc phước cho các cô tớ của Ngài, chúc phước cho các con của Chúa được tự do trong Thánh Linh, được hạnh phúc ở trong cái sự gần gũi Chúa sáng hôm nay. Và trong những ngày thánh nhật, chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa buổi sáng tốt lành Ngài dành cho Việt Nam của chúng con, Ngài dành cho phường Tam Phước của chúng con. Cảm ơn Ngài, và chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc lời của Chúa ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký.
nhân lời cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa cho tôi có cơ hội để quay trở lại với hội thánh Phước Hạnh trong buổi sáng hôm nay. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì hội thánh cho tôi có cơ hội để buổi sáng hôm nay tôi được dự phần trong công việc thờ phượng Chúa. Thật là ngọt ngào, thật là phước hạnh. Với một bầu không khí, tôi cảm nhận rằng Chúa Ngài đang riêng biệt với chúng ta trong thời gian thờ phượng sáng nay. Tạ ơn Chúa bởi vì tôi đến đây không phải chỉ để chia sẻ lời của Chúa, rao giảng lời của Chúa hay là làm công việc gì khác, nhưng mà tôi đến đây với một cái tấm lòng, đó là cùng học hỏi với hội thánh. Buổi sáng hôm nay tôi học được một cái điều rất là tuyệt vời trong thời giờ mà chúng ta học học kinh thánh, học thường chủ nhật. Một cái sự học hỏi rất là đơn giản thôi, đó là học gì? Học câu gốc. Câu gốc nói cái gì? Từng phần tôi nghe người hướng dẫn hỏi rằng là nếu ai tin ta là ai đây, và tất cả ở dưới này cứ suy nghĩ, sau đó trả lời từng phần rất là đơn giản. Nhưng mà sau đó thì sau một bài học rất là rõ, nếu mà chúng ta tin Đức Chúa Giêsu là đấng đã được từ nơi Đức Chúa Trời sai đến để làm công việc cứu chuộc cho thế giới này, nếu mà chúng ta tin Chúa như vậy thì chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời. Một bài học rất là đơn giản từ ở trong Kinh Thánh, với một cái cách thức rất là dễ để chúng ta có thể hiểu được lời của Chúa. Tạ ơn Chúa bởi vì Hội Thánh Phước Hạnh này có một cái chương trình học lời của Chúa và trường chủ nhật rất là đơn giản, nhưng mà tôi tin rằng đó rất là hiệu nghiệm. Đó là một cái điều mà tôi thấy là tôi có lời trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta cùng học với nhau ở trong Kinh Thánh Luca đoạn 11 từ câu 14 đến câu 26. Đây là cái câu chuyện mà rất là quen thuộc với chúng ta, là những người đã từng thờ phượng Chúa, được nghe giảng, được học Kinh Thánh. Có thể là chúng ta mới tin Chúa, chúng ta đọc sơ qua thì chúng ta thấy có những cái câu chuyện trong đó. Và đây là một trong những câu chuyện mà dạy dỗ chúng ta rất là nhiều. Và tôi tin rằng buổi sáng hôm nay với cái sứ điệp lời của Chúa ở trong câu chuyện này sẽ giúp đỡ cho chúng ta có một cái sự đột phá ở trong đời sống của mình. Tôi xin được đọc lời của Chúa ở trong Luca đoạn 11 từ câu 24, từ câu 14 câu 26. Chúng ta cùng lắng nghe. Đức Chúa Giêsu đuổi một quỷ câm, khi quỷ ra khỏi người câm liền nói được, dân chúng đều lấy làm lạ. Xong có mấy kẻ nói rằng người này nhờ Beelzebul là chúa quỷ mà trừ quỷ. Kẻ khác thì muốn thử ngài thì xin ngài một dấu lạ từ trời xuống. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ, bèn phán rằng nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy nếu quỷ sa tăng tự chia rẽ nhau thì nước đó còn sao được, vì các ngươi nói ta nhờ Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu ta nhờ Beelzebul mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi vậy chính công các ngươi sẽ làm quan án các ngươi. Nhưng nếu ta cày ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình thì của cải của nó vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thấu hiệp với ta thì tan lạc. Khi tà ma ra khỏi một người thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phèn trước. Kính thưa hội thánh, ở trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đó, rất là nhiều điều dạy dỗ. Nhưng buổi sáng hôm nay chúng ta tập trung vào một phần thôi, với cái chủ đề đó là chỉ sửa đổi thôi thì chưa đủ. Chỉ sửa đổi thôi, coi chừng thất bại, coi chừng tai họa, coi chừng mất hết. Đó là cái chủ đề mà chúng ta có thể học được ở trong buổi sáng hôm nay ở trong phần Kinh Thánh này. Kính thưa hội thánh, trước tiên thì tôi sẽ lược sơ lại cái phần Kinh Thánh để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Đây không phải là giải kinh, nhưng mà tôi muốn tóm gọn lại cái ý nghĩa của phần Kinh Thánh này có những cái sự dạy dỗ lớn nào trong phần Kinh Thánh này. Cái phần Kinh Thánh này thì được chép ở trong ba sách Matthew, Mark và Luca.
Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 thì lúc đó đó Chúa Giê-xu ngài vừa chữa lành cho một người đàn ông bị quỷ ám. Người này là một người bị quỷ ám, rồi một người đàn ông nữa là người đó bị mù và người câm nữa. Bởi vì là ma quỷ nó làm cho người này là thiệt hại về trong cái thân thể và trong tâm linh luôn. Và khi mà dân chúng thì rất ngạc nhiên, bởi vì có một ông người là Giê-xu mà ông có cái phép lạ là ông chữa lành cho cái người bị mù và bị câm đó bởi vì sự tác động của ma quỷ. Thì người ta mới ngạc nhiên, người ta hỏi ồ đó có phải là con cháu của David chăng? Mà nói về con cháu của David thì ở trong Cựu Ước á, có những lời tiên tri đó là đến Messia sẽ đến để cứu chuộc dân cho lại. Nhưng mà lúc đó thì có những người Pharisee là những thầy thông giáo đó, thì họ phủ nhận. À, họ nói đó không phải là con của David. Rồi họ lại nói đến cái quyền năng mà Đức Chúa Giêsu ngài thi hành ở trên cái sự chữa lành ở trên những người mà bị quỷ ám đó. Thì họ phủ nhận. Nhưng mà cái chứng cớ đó rõ ràng là người đó bị quỷ ám, bây giờ quỷ nó bị trục xuất ra, người đó bị lành rồi, thì làm sao phủ nhận được? À, họ phải công nhận đó là cái phép lạ. Nhưng mà với cái tinh thần mà chiến đấu với cái lẽ thật, đó là Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, thì họ luôn luôn chống đối. Do đó họ tìm cách, và một trong những cách đó là họ nói cái ông này nè, ông có sử dụng quyền năng của Satan đó, của Beelzebul đó, là của ma quỷ đó, dùng quyền năng của ma quỷ đó để đuổi ma quỷ đó. Và ở trong cái phần kinh thánh này thì Chúa đã nói đó, đến cái việc mà cái quyền năng đó đến từ đâu. Chúa đưa ra một cái lý lẽ là một nước mà mình tự hủy hoại đi thì nó sẽ bị mất, nó sẽ bị sập, nó sẽ bị tan rã. Không có lý nào mà một quỷ lấy cái quyền của quỷ mà để đi hủy phá cái vương quốc của mình. Nếu mà hủy phá như vậy thì vương quốc của ma quỷ nó đâu còn nữa. Nhưng mà thực sự thì vương quốc của ma quỷ nó vẫn còn. Hơn thế nữa, các con của thầy tế lễ, các con của các thầy Pharisee, họ cũng đi nhân danh đứng này đứng kia để họ thực hiện cái công việc chữa lành. Chúa Giêsu mới nói rằng vậy các con của ngươi gạt quyền của ai để mà để chữa lành? Ở trong bát đoạn trong Luca đoạn 11, Chúa Giêsu nhắc thêm một lần nữa, kể lại tất cả những diễn biến của cái việc mà chữa lành và đuổi quỷ. Chúa nói sau khi đuổi rồi, cái con quỷ nó đi ra rồi thì sao? Nó đi dông đi dài, nó không có chỗ nào. À, nó mới nghĩ đến cái việc là quay về cái chỗ cũ. Quay về chỗ cũ thì nó thấy là cái chỗ cũ đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, thoải mái. Mà không phải chỉ quay về chỗ cũ một mình, nhưng mà nó đi, nó rủ thêm 7 con nữa để đến tới cái nhà mà đã được dọn dẹp, tức là đời sống của cái người bị quỷ ám trước đây. Và bây giờ đời sống của cái người trước đây mặc dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà quỷ thì quay lại. Mà không phải một con, mấy con ở giữa thế giới này. Chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn: một là thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, hai là thuộc về vương quốc của Satan. Phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta. Nếu chúng ta không theo Chúa, có nghĩa là chúng ta đã nghịch cùng với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không theo vương quốc của Đức Chúa Trời, không được cứu bởi huyết của Chúa Giêsu, thì chúng ta thuộc về ma quỷ, thuộc về thế giới này, thuộc về thế gian. Và Satan ma quỷ nó sẽ dùng cái những cái gì thuộc về xác thịt của chúng ta, và những cái gì ở trong lòng, ở trong xác thịt đó, ở trong tư dục của con người đó, nó sẽ đưa vào chúng ta đến cái sự phạm tội. Ma quỷ nó không có làm cho chúng ta phạm tội đâu, nhưng mà nó xúi dục chúng ta phạm tội. Ma quỷ nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào trước những cám dỗ, chúng ta đối diện với những cám dỗ, chúng ta không phạm tội, nhưng mà chúng ta thực hiện theo cái tư dục của mình với cái sự cám dỗ của ma quỷ, kết quả là sẽ phạm tội. Ma quỷ nó không có đem đến cái tội lỗi đến cho chúng ta đâu, nhưng mà nó dụ chúng ta tự mình nhận lấy cái tội lỗi bằng cái hành động của chính mình. Cho đó Chúa nói ra một cái tiên đề rất là rõ ràng: phàm không ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì sẽ tan lạc. Chúng ta không có lựa chọn nào khác hay sự lựa chọn đó là tin nhận theo Chúa Giêsu hoặc theo thế gian. Do đó lời của Chúa thì mới nhắc nhở chúng ta đừng làm theo đời này,
À, bởi vì chúng ta làm theo đời này là chúng ta đã từ bỏ Chúa, chúng ta đi theo cái sự dẫn dắt của thế giới, của thế gian này. Và câu chuyện Kinh Thánh buổi sáng hôm nay nó nằm ở cốt lõi ở chỗ này đây. Thứ nhất, khi mà đuổi quỷ ra rồi, cái đời sống của cái người mà được Chúa Giêsu ngày đuổi quỷ đó, được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả những ô nhơ gì đó được tẩy rửa đi hết rồi. Nhưng mà thực sự cái vấn đề nó nằm ở chỗ là chưa có ai thực sự làm chủ đời sống của người này. Cái nhà đó là người nhà trống. Chúa Giêsu đến để giải quyết vấn đề tội lỗi của mỗi một người ở trên thế giới này, với điều kiện người đó tiếp nhận cái sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Đây là món quà từ trời đến, và chúng ta chỉ việc đưa tay ra thì nhận bởi đức tin của chúng ta. À, bằng cái ân điển của Đức Chúa Trời ngày cho, ngày ban cho, ngày không có một cái đòi hỏi nào khác, ngoài trừ chúng ta đưa cái tay ra để chúng ta nhận. Chúng ta xưng cái tấm lòng của chúng ta bởi đức tin, chúng ta nhận rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc cho đời sống của tôi. Chúng ta được tha tội, chúng ta được giải quyết tất cả những nợ tội đối với Đức Chúa Trời. Nhưng mà vấn đề ở đây không phải chỉ dừng ở đó. Như trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng là nếu không có ai làm chủ cuộc đời của cái người đó thì sao? Con quỷ kia nó đi trở lại, nó nói nhà của nó mà, ta phải trở lại nhà của ta, bởi vì nhà của ta ở đây giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Điều mấu chốt vấn đề là chỗ đó. Khi mà chúng ta tin Chúa, chúng ta tin xin đức tin của mình, Đức Thánh Linh Ngài ở cùng với chúng ta, Ngài làm cái công việc thánh hóa đời sống của chúng ta bằng cách là xóa đi tất cả những tội lỗi. Chúa không có nhớ đến nữa. Chúa gieo vào trong lòng của chúng ta, trong tâm trí, ở trong linh hồn chúng ta những cái thuộc về bản chất của Đức Chúa Trời. Đó là sự thánh khiết, đó là sự yêu thương. Những cái mầm bóng, những hạt giống đó nó nảy nở được phát triển qua từng ngày. Đó là cái tiến trình hình thành. Và mỗi người hàng ngày, nếu mà chúng ta để cho Chúa làm chủ, mà cụ thể là Đức Chúa Thánh Linh Ngài làm chủ, thân thể chúng ta trở nên đền thờ của Chúa thì sao? Đời sống chúng ta được biến đổi. Lúc đó cái sự ứng nghiệm của lời của Chúa mà hồi sáng này chúng ta cũng có được nghe đấy đó. Ai ở trong Đức Chúa thì người đấy trở nên mới, mọi sự cũng đã qua đi, mọi sự trở nên mới. Đó là một đời sống được trở nên mới. Nhưng nếu chúng ta không có phó đời sống của chúng ta cho sự cai trị của Đức Thánh Linh, không có phó đời sống của chúng ta trong sự cai quản của Đức Chúa Giêsu Christ, điều gì xảy ra? Thì quyền lực của thế giới tối tăm là sẽ quay trở lại. Thực tế chúng ta thấy rất là nhiều người tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng sau đó thì sao? Đời sống mỗi ngày mỗi xa cách Chúa, mỗi ngày mỗi đi xuống, mỗi ngày rồi thậm chí có người bỏ Chúa. Lý do là sao? Không để cho Chúa thực sự làm chủ cuộc đời của mình. Người đó có cái thay đổi đó. Thay đổi chúng ta tưởng chừng như giống như là thay đổi từ tối qua sáng vậy đó. Trước kia cuộc đời họ lầm lạc, trước kia cuộc đời của họ thua lỗ, thất bại. Nhưng mà sau đó thì họ tiếp nhận Chúa, tin Chúa để được thay đổi. Nhưng mà đây là một cuộc thay đổi nửa vời, thay đổi không trọn vẹn. Giống như cái hình ảnh mọi người được Chúa Ngài đã can thiệp vào đời sống, đuổi quỷ đi ra khỏi đời sống của họ. Nhưng mà sau đó thì sao? Vẫn để trống. Như phần đầu hôm nãy tôi nói, chúng ta không có cái chọn lựa nào khác ngoài hai việc, đó là chọn lựa thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời và chọn lựa thuộc về thế gian này. Ở trong Kinh Thánh thì cũng có rất nhiều cái câu chuyện để mà nói tới cái điều này nữa. Nói về cái con người, quay trở lại với Kinh Thánh Luca 11 này, đoạn 14 tới câu 2, đoạn 11 câu 24, thì chúng ta thấy rằng là cái người này thì sao? Trước đây đời sống của họ thì tà linh chiếm giữ thì Kinh Thánh chỉ nói như thế thôi. Nhưng mà nếu mà những người mà chúng ta nhìn thấy ở trong thực tế, chúng ta bỏ từ tà linh ra đi, chúng ta nói là những người này là thuộc về thế gian đi, tức là cái người đó sống bằng cái tư dục của đời sống của mình. Tà linh ma quỷ cái kích thích, nó gợi lên, nó thúc đẩy cái tư dục, cái ham thích của mỗi cái bản thể của con người để làm gì? Để phạm tội. Ví dụ như là rượu chè say sưa, ví dụ như là ngoại tình chẳng hạn, ví dụ như là ăn cướp trộm chẳng hạn,
thí dụ như là nói dối chẳng hạn, đó là những cái gì nó thuộc về tư dục ở trong con người. Nhưng mà sau đó thì sao, mặc dù không phải là tà linh chiếm giữ người đó, nhưng mà nó cho cái cơ hội để làm gì, để đối diện, có sự cám dỗ để người đó có thể là ham muốn, rồi bộc lộ cái bản tính người của người đó là, rồi phạm tội. Do đó cái người mà thuộc về thế gian này, hay là những người bị tà linh kềm chế quản thúc, thì người đó sẽ bị xa vào tất cả những cái thói hư tật xấu của đời này. Mà trên hết là người đó có thể bị ma quỷ nó sử dụng để chống đối lại với chân lý lời của Chúa Trời, chống đối lại với niềm tin nơi đấng tạo hóa đã tạo dựng nên họ. Thế là có thể người đó sẽ trở nên là một cái công cụ ở trong tay Satan để đi truyền rao những cái lý lẽ, những cái điều mà Satan nó muốn phổ biến lên cả thế giới này. Ví dụ như về cái thuyết hiện sinh, nói đời này là rất là ngắn ngủi, do đó sống ngày nào thì chơi ngày đó đi. Năm 1969 thuyết hiện sinh xảy ra, đưa ra rồi làm gì, làm cho con người ta nói chúng tôi thời buổi bây giờ chiến tranh không biết là sống nay chết mai như thế nào, thôi bây giờ là mình cứ đòi hỏi có hòa bình đi. Đây là một cái điều đúng, nhưng mà để mà đòi hỏi được hòa bình á, thì tốt hơn hết là sao, chúng ta sống cho nó hết cái cuộc đời của chúng ta ngay từ giờ này đi. Và lúc đó có cái khẩu hiệu là make pro, tức là thể hiện cái tình yêu làm tin hơn là make war, có nghĩa là thay vì là chiến tranh thì chúng ta sống với nhau bằng cái tình yêu đi. Nhưng mà tình yêu không phải là tình yêu thương với con người với con người, nhưng mà cuộc sống tình dục. Đó là cái chủ trương của cái thuyết hiện sinh hồi năm 1969 qua phong trào hippie. Không biết quý vị những người lớn tuổi thì có thể là trải qua cái thời kỳ đó. Để tóc dài rồi mặc quần áo rách rưới này, đã sống cuộc sống rất là tự do. Và đó là cái cách mà Satan nó dùng để khống chế cái đời sống này. Thế những người mà bị ảnh hưởng hay bị kiềm chế bởi tà linh, hay là những người mà sống ở dưới thế gian này không thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời, thì những người đó những người rất là bại hoại, bị trong tình trạng xa đọa. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì được trục xuất ra. Ở trong thế giới chúng ta cũng có những số người đó. Không phải ai cũng bị xa đọa ở trong cái thế giới này, nhưng mà có một số người bởi vì Đức Chúa Trời đặt ở trong lòng họ có lương tâm, có cái sự dạy dỗ về đạo đức của con người, rồi cái ảnh hưởng của những người xung quanh. Do đó đôi lúc người ta cũng ăn năn, đôi lúc người ta cũng hối tiếc, rồi sau đó thì bởi cái nỗ lực cá nhân, cái nỗ lực bởi ý chí của mình, họ từ bỏ đi. Nhưng mà có từ bỏ được không ạ? Bỏ được nhưng mà rất ít. Rất là nhiều cái trại, những cái nơi tập trung lại để cai nghiện, tốn tiền thì nhiều, nhưng mà lúc đó thì cai được, nhưng mà sau khi đó thì sao, ra đời bị lạnh. Đó là cái hình ảnh mà tà linh đó bị trục xuất ra. Nhưng mà thực sự ra trong đời sống người đó không ai làm chủ hết. Sau đó lại làm gì? Cũng trở lại, cũng tái phạm. Và cái hình ảnh cuối cùng đó là gì? Sau đó cái tấm lòng được chiếm hữu. Nhưng mà vấn đề là ai chiếm hữu đây? Là đứng làm chủ thực sự trên đời sống của họ. Đức Thánh Linh là đứng cai quản đời sống của họ. Thân thể của họ là đình thờ mà Đức Thánh Linh đang ngự. Tôi tin chắc rằng không có một con quỷ nào dám quay trở lại, bởi vì thực sự đã có chủ sở hữu ở trên đời sống của người đó rồi. Bài học của buổi sáng hôm nay giúp đỡ chúng ta vấn đề gì đây? Ngay bây giờ đây chúng ta xem lại cái đời sống của chúng ta. Chúng ta là những người thuộc về Chúa rồi đó, bởi vì chúng ta tin xưng đức tin của mình nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu chuộc cho đời sống của chúng ta. Tôi tin rằng khi mà chúng ta tin như thế, chúng ta tin xưng bởi đức tin bằng miệng của mình ra, lòng tin miệng nói ra thì được cứu. Thì Chúa Giêsu Ngài đã xóa đi tất cả những cái tội lỗi ở trong quá khứ của chúng ta rồi, và Ngài kêu chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Ai tin nhận Ngài thì được quyền phép, được ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là những kẻ tin danh Ngài. Chúng ta là những người tin Đức Chúa Giêsu, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, điều đó là đúng. Nhưng mà cũng có đôi lúc chúng ta không thực sự ra để cho Chúa làm chủ đời sống của chúng ta. Chúng ta đẩy Chúa ra ngoài. Không biết ở đây có nghe được cái câu này không, nhưng mà một số các tôi tớ của Chúa hay là một số các người khác kể lại cho tôi nghe rằng đôi lúc họ cũng bị rơi trong tình cảnh Chúa ơi xin Chúa ra khỏi còn 5 phút.
Tuy rằng đó là một câu nói chơi, nhưng mà nói gì thì nói, đó là một cái ý thức của chúng ta khi mà chúng ta nói ra, để rằng là Chúa ra khỏi đời sống con chút xíu thôi, rồi chút nữa Chúa quay lại để con tự xử lấy cái công việc này. Cũng có đôi lúc chúng ta quên rằng là Chúa đang ở cùng với chúng ta, như là Chúa phán ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Và chúng ta làm những hành động mà giống như là Chúa không ở đây, và chúng ta cứ nghĩ rằng là chỉ có mình chúng ta biết, và chúng ta cũng nghĩ rằng là nhiều lắm là chỉ có một hai người kia biết với mình thôi, chứ đâu có ai nữa đâu. Đó là những giây phút mà chúng ta đã thực sự không có ai làm chủ đời sống của mình. Và đó là cái cơ hội để mà cái con quỷ nó có thể quay trở lại và rủ thêm 7 con quỷ khác đến, để làm cho đời sống của chúng ta mỗi ngày khốn đốn hơn. Sứ điệp buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta, chúng ta đang sống ở giữa thế gian, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta là đại sứ, là vương quốc của Đức, đại sứ của vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta là thầy tế lễ. Nhưng mà một thực tế, chúng ta đang sống ở giữa thế gian, chứ không phải chúng ta sống ở thiên đàng. Thế gian thì đang được cai trị bởi các thế lực cầm quyền ở không trung, ở trong Ê-phê-sô. Do đó chúng ta không có mất cảnh giác, do đó chúng ta không có lơi là đi cái ý thức là luôn luôn trở thành những chiến sĩ của Đức Chúa Trời đối với thế giới này. Không phải chỉ là những chiến sĩ, nhưng mà chúng ta còn là những người đi cứu những người khác nữa. Do đó đời sống của chúng ta phải là một cái gương. Cái gương đó là theo lời tôi nói, chứ Kinh Thánh nói là chúng ta phải là ánh sáng của thế giới này. Chúng ta phải là muối của đất. Để làm gì? Để cho những người không biết Chúa đó, họ nhìn qua đời sống của chúng ta và họ nhìn thấy tình yêu và sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu ở trên chứng cứ của mỗi chứng nhân, đó là con cái của Chúa, là những người ngồi ở đây. Nếu chúng ta làm được điều đó, tôi tin rằng cái sự phước hạnh của Chúa, thứ nhất là đến với những người mà chúng ta chăm sóc, người chúng ta làm chứng, người mà chúng ta đưa dắt họ về với Chúa. Bởi vì khi mà chúng ta đem lời Chúa đến để giải tỏa tất cả những cái gì nhơ ô ở trên đời sống của họ, để họ có thể tin Chúa, để họ có thể tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, để họ trở nên Cơ Đốc nhân, họ được thờ phượng Chúa, họ được nghe lời Đức Chúa Trời, đó chỉ một bước đầu thôi. Chúng ta cũng có được phước ở trong công việc đó, bởi vì chúng ta đã hoàn thành được mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28. Nhưng như thế thì chưa đủ, bởi vì chúng ta mới chỉ đưa họ đến cái việc là tẩy uế, làm dọn dẹp sạch sẽ đời sống của họ. Nhưng mà thực sự rằng là chúng ta phải xây dựng cho họ có một người làm chủ ở trong đời sống của họ, đó là Đức Chúa Thánh Linh. Đó là lời của Đức Chúa Trời để hướng dẫn cho họ. Đó là thực sự một Đức Chúa Giêsu Christ đầy quyền năng đang ngự trị đời sống của họ. Chứ không thôi chúng ta sẽ vô tình, chúng ta chỉ làm một cái điều nửa vời đối với một người mà chúng ta chăm sóc thôi. Đó là gì? Mới dọn dẹp đời sống với họ cho sạch sẽ, để chỗ cho cái con quỷ kia nó trở lại cùng với 7 bạn hữu của nó, và khiến cho người đó càng khốn đốn hơn. Và điều đó nó sẽ đem đến kết quả gì? Chúng ta có vui không? Không. Mà tôi tin rằng chúng ta sẽ không được thưởng gì ở trong công việc mà mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời qua những người mà chúng ta đem họ đến với Chúa nữa. Do đó đây là bài học mà không phải chỉ cho chính mình tôi hay chúng ta mỗi người ở đây ở trong việc là tu sửa cho đời sống của mình, nhưng mà còn nhớ đến những người khác nữa. Nếu chúng ta không chu toàn trách nhiệm ở trong công việc làm chứng rồi ghi dựng, dạy dỗ, hướng dẫn những người tin Chúa đó đến với Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng, chúng ta mới chỉ làm một nửa thôi. Tức là có một sự thay đổi nửa vời ở trên chính đời sống của chúng ta, thay đổi một cách nửa vời ở trên những người mà chúng ta đưa dắt họ để đưa Chúa. Chúng ta hãy làm tròn trách nhiệm của mình đối với bản thân của mình, đối với những người đó, bằng cách là hãy làm giúp họ có một thay đổi trọn vẹn, là hãy để Đức Chúa Thánh Linh, hãy để lời của Chúa, hãy để Chúa Giêsu Christ đấng quyền năng, đấng hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi chiếm ngự đời sống của họ cách thực sự, để không có một con quỷ dữ nào có thể quay trở lại, không có thể có một cái điều gì đó quyến rũ từ thế gian có thể đến để kéo họ trở về với đời sống cũ. Điều đó chỉ thực sự xảy ra là ai ở trong đấng Christ. Chúng ta là những người đã lâu năm ở trong đấng Christ, nhưng đừng vì thế mà để có thể những giờ phút lơi lỏng thì rơi ra khỏi
cái vòng tròn mà Chúa Ngài đang bao phủ chúng ta bằng ân điển lớn lao của Ngài. Cũng vì thế mà đừng có để cho những người mà chúng ta đã tiếp xúc, những người đó chúng ta đã làm chứng, để họ trôi dạt giữa cái phong ba bão táp của đời này, để họ lại bị quay về cái đường lối cũ. Đời sống của họ thậm chí rằng là còn thê lương hơn trước khi nhận biết Chúa nữa. Cảm ơn Chúa, bởi vì lời của Chúa dạy dỗ cho chúng ta ở trong phần kinh thánh này rất là rõ ràng và ích lợi. Cầu xin lời của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay đụng chạm đến mỗi lòng của chúng ta, nhắc nhở chúng ta từng giờ từng lúc không làm công việc nữa rồi, hãy thay đổi một cách trọn vẹn để Đức Chúa Giêsu Christ chiếm giữ đời sống chúng ta. Thân thể chúng ta sẽ trở nên một đền thờ mà Thánh Linh của Chúa Ngài đang ngự. Hãy nhớ đến điều đó và trở nên những hành động cho con cái của Chúa, cho những người mà chúng ta tiếp xúc, những người chúng ta truyền giảng, những người chúng ta ghi dựng dạy dỗ họ, để một linh hồn quý hơn cả thế gian, để không có một linh hồn nào bị chết mất giữa thế gian mờ tối ở trong cái thời đại cuối cùng này rồi. Lời của Chúa thì được ngắn ngủi, nhưng mà tôi tin rằng quyền năng của lời của Chúa sẽ tác động, sẽ làm việc trên mỗi một chúng ta trong thời gian này. Cầu xin Chúa ban phước trên lời của Ngài, trên mỗi tấm lòng quý ông bà chị em trong hội thánh của Ngài và chính mình tôi nữa. Amen.